chúng mình hãy cùng tìm hiểu ba dấu thanh tiếp theo nhé. Các em có đọc được tên các con vật này không nhỉ? Hãy đọc to lên cho cô nào. Thưa cô, đây là con thỏ, con ngỗng và con ngựa ạ. Đúng rồi, các em vừa đọc đúng tên của ba con vật chứa các thanh sắc khác nhau. Hãy cùng cô quan sát chữ ghi tên của chúng nhé. Thỏ, ngỗng, ngựa. Thỏ, ngỗng, ngựa. Thỏ, ngỗng, ngựa. Cô sẽ cho hình chữ thỏ to lên để các em thấy rõ hơn nhé. Trên chữ thỏ, các em có thấy dấu nào không nhỉ? À, đúng rồi. Đây là dấu hỏi. Bây giờ, các em hãy cùng tìm tên các đồ vật hoặc con vật có dấu hỏi giống tên con thỏ trong bức tranh sau đây nhé. Thưa cô, em thấy khỉ, củ cải, cỏ, cửa sổ, chổi. Tốt lắm! Cách viết dấu hỏi như thế nào? Chúng mình hãy cùng quan sát cô viết mẫu nhé! Chữ này còn thiếu dấu hỏi để thành chữ thỏ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết dấu hỏi nhé! Các em hãy cùng quan sát. Cô sẽ đặt một nét cong phải trên đầu chữ O thật là nhỏ thôi. Và các em hãy lưu ý, mình cũng sẽ để cách đầu chữ O một chút xíu nhé. Bây giờ các em hãy cùng nhau viết vào vở ô li nào. Trong ba chữ này, có một chữ chứa dấu ngã. Các em có đoán được là chữ nào không? Đó chính là chữ ngỗng. Chữ ngỗng chứa dấu ngã. Đây chính là dấu ngã đấy. Ngỗng, ngỗng, ngỗng. Tương tự như các dấu trước, các em hãy tìm tên các vật có chứa dấu ngã giống tên con ngỗng trong bức tranh dưới đây nhé. Thưa cô, em thấy đũa, đĩa, dĩa. Chính xác rồi. Bây giờ các em hãy cùng quan sát cô viết dấu ngã nhé. Chúng mình cùng viết vào bảng và vở cùng cô nào. Dấu ngã được viết giống như một đường lượn sóng. Các em hãy cùng nhìn cô viết nhé. Cô sẽ viết dấu ngã ở trên chữ O. Chúng mình hãy viết giống như một đường lượn sóng thật là nhỏ, thẳng trên dấu mũ O. Các em hãy cùng viết vào vở ô li của mình nhé. Cuối cùng, cô trò mình cùng tìm hiểu dấu nặng nhé. Dấu nặng được viết như một chấm tròn. Các em hãy quan sát chữ ngựa có chứa dấu nặng. Đây là dấu nặng. Chúng ta hãy cùng tìm tên các con vật trong bức tranh dưới đây
xem con vật nào có dấu nặng giống tên con ngựa nhé. Thưa cô, trong bức tranh đầm lầy, em thấy có nhiều con vật mà tên của chúng có dấu nặng, đó là vịt, vẹt và quạ nữa. Các em rất giỏi. Cách viết dấu nặng rất đơn giản. Các em hãy quan sát cô viết mẫu, sau đó hãy viết vào bảng con và vở của mình nhé. Các em hãy chú ý, dấu nặng sẽ được đặt ngay dưới chữ ư, cách con chữ ư một chút thôi nhé. Các em hãy cùng quan sát cô viết nào. Nào, bây giờ hãy cùng viết vào vở ô ly của mình nhé.